Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vision Audio. Vision Audio rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn. Và trở lại với clip ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về một mẫu loa BMB. Tôi về được một số dòng loa BMB 450V MK2. Đây là hàng bãi của Nhật. Dòng này sử dụng một bát 25, hai chép. Đối với dòng BMB 450V MK2 thì nó rất nổi tiếng trên thị trường từ trước đến nay. Chúng ta có thể chơi trong một căn phòng 25 đến 30 mét vuông. Đối với dòng loa BMB 450V MK2, cái dòng loa bãi xuất sắc như thế này thì có giá hơn 7 triệu đồng một đôi. Xin nhắc lại cho quý vị và các bạn, hơn 7 triệu đồng một đôi đối với dòng loa bãi ship. Còn các cái dòng loa do Việt Nam lắp ráp thì nó có giá 2 triệu đồng một đôi hoặc là dưới 2 triệu đồng một đôi. Nên quý vị và các bạn đi mua hết sức là lưu ý cái dòng BMB 450V MK2 Made in Japan thì thường nó không có cái giá dưới 6 triệu hoặc trên 6 triệu nếu hàng bãi ship. Cái hàng nát quá thì nó tầm trên 6 triệu. Nên chúng ta không nên ham quá rẻ tiền mà mua phải cái dòng loa Việt Nam. Và xin nhắc lại cho quý vị và các bạn là dòng loa này rất nổi tiếng về karaoke. Chúng ta có thể dùng lắp với những dòng âm ly bãi của Hàn Quốc như dòng 203N, dòng 203 3 La Mã, dòng 506N hoặc 203XG. Nó cho ra chất âm rất là hay. Hoặc chúng ta có thể lắp với dòng đẩy công suất của Nhật. Đây là tôi đang ghép với đẩy công suất Jamsa. Jamsa đẩy chạy 4 sò san kiên 2 vít lớn và một chiếc vang DBX228SX và chiếc Equalizer hàng bãi của Hàn Quốc GE1502. Và xin lưu ý với quý vị và các bạn rằng dòng loa BMB 450V MK2 có thể nói là chất âm của nó rất là đẳng cấp. Rất được nhiều khách hàng đã từng chơi âm thanh lựa chọn nó để hát karaoke. Nó cho giải bass ra rất là sâu, tiếng trầm rất là êm. Và phần trung âm của nó thì cho ra giọng ca rất là sáng, trực chép của nó rất là nhuyễn. Chúng ta có thể tích hợp nghe nhạc rất là tí tách. Nó chuyên về karaoke nhưng chúng ta có thể vẫn tích hợp nghe nhạc. Không đến mức độ là cầu kỳ quá thì chúng ta vẫn nghe nhạc được đối với dòng loa BMB 450V MK2. Có nghĩa là dòng loa này nó có thể đáp ứng được 2 trong 1. Nhưng vấn đề chủ yếu của nó là chuyên về karaoke và vẫn đáp ứng được nghe nhạc đối với những người không quá là khó tính. Còn những người mà có đôi tai khó tính chuyên về nghe nhạc thì chúng ta nên sắm cho một bộ nghe nhạc riêng biệt, bộ nghe nhạc khác, bộ karaoke khác, nó khác nhau hoàn toàn. Và tôi sẽ tiếc chất âm karaoke cho quý vị và các bạn cảm nhận về cái giọng hát echo của nó. Tôi đang tiếc cùng chiếc mic KTV có giá 450.000 đồng. Vẫn như clip quen thuộc thì tôi rất ngại lắp những dòng mic có dây thì nó lườm ra. Tôi lắp dòng mic, xin lỗi quý vị, tôi lắp dòng mic không dây thì nó rườm ra. Và tôi lắp dòng mic có dây cho nó nhanh. Để tiếc chủ yếu là tiếc về cái giọng echo và cái chất nhạc của đôi loa cũng như các dòng đẩy công suất nó phát ra. Và tôi sẽ tiếc cho quý vị và các bạn nghe một đoạn karaoke. Vì bản chất là về đam mê âm thanh rồi mới chuyển sang bán âm thanh. Nên mỗi một lần tiếc tôi hát hơi dài. Vì mất công hát thì tôi phải hát 2 đoạn. Cho nên quý vị và các bạn hết sức thông cảm là như vậy. Tôi chủ yếu là hát để tiếc âm thanh cho quý vị cảm nhận về cái chất âm của nó, chứ không phải là hát để quảng cáo giọng hát. Vì nếu mà hát hay thì đã đi làm ca sĩ, không có cơ hội cho quý vị và các bạn gặp tôi. Chính vì tôi hát không hay nên quý vị và các bạn mới có cơ hội gặp tôi trong cái chương trình bán loa như thế này. Miền Trung đất bụi phù sa, người miền Trung gian có nhiều đời qua. Từ khi em xa quê nhà, từ đó anh nhớ mong người xa. Mùa đông mây lừng lờ trôi, trời miền Trung mưa lắm bạn tình ơi. Chờ em nay bao đồng rồi, mà em chưa
về bên đường. Sao dù nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức, chẳng khuya nhớ ai, chẳng vờ giữa lòng biến khơi. Lòng anh nhớ ai, anh còn mong chờ người xa. Còn sông quê này đã già, mà người đi biển biết phương xa. Dòng sông vẫn trôi, đò đưa nay không còn đưa. Mây kia vẫn bay, sao hờ hững giữa đất trời. Miền Trung nước lên, đau lòng xa rồi người anh. Ơi quê hương man mát buồn, chiều miền Trung mưa tiếp bên sông. Cấu hình tôi đăng tiếp cho quý vị và các bạn bao gồm một đôi loa BMB 450V Mk2 dòng bãi Nhật, và từ đấy công suất giam sàng của Nhật chạy 4 sò sạc kiên 2 viết, và chiếc vang huyền thoại DBX 228 viết, và chiếc Equalizer bãi Hàn Quốc GM 1502. Tổng trị giá cho bộ karaoke này hơn 15 triệu đồng. Chiều nào em về miền Trung hồi thăm em gái nhỏ ngày xưa, thì hay nay em đi rồi, chiều đông nước dâng đầy vương. Tình yêu chưa tròn thành đôi, mà lòng đau như các bạn tình ơi. Dù cho em nay xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời. Sao dù nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức, chẳng khuya nhớ ai, chẳng vờ giữa lòng biến khơi. Lòng anh nhớ ai, anh còn mong chờ người xa. Còn sông nay quê đã già, mà người đi biển biết phương xa. Dòng sông vẫn trôi, đò đưa nay không còn đưa. Mây kia vẫn bay, sao hờ hững giữa đất trời. Miền Trung nước lên, đau lòng xa rồi người anh. Ơi quê hương man mát buồn, chiều miền Trung mưa tiếp bên sông. Vâng, tôi vừa tiếc một đoạn karaoke cho quý vị và các bạn cảm nhận về dòng loa BMB 450V Mk2 hàng bãi của Nhật. Dòng này sở hữu một bát 25, một rung một chép, hay chúng ta hay quên gọi là một hát bát 25 hai chép. Và trước đấy giam xa của Nhật chạy 4 sò săn kiên dòng hai viên lớn, và chiếc vang DBX 228 SX, và chiếc Equalizer bãi Hàn Quốc 1502. Quý vị và các bạn nhớ nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video do tôi làm tiếp theo. Và cũng xin lưu ý với quý vị và các bạn rằng tôi bán âm thanh là do xuất phát từ đam mê âm thanh, nên tôi mới chuyển sang bán âm thanh. Nên tất cả các bộ phối ghép tôi phối ghép cho quý vị và các bạn rất là đơn giản thôi, nhưng mà hát nó hiệu quả. Bên cửa hàng của tôi ít khi ghép các cái thiết bị rườm rà cho một bộ dàn karaoke, vì bản thân tôi là người chơi âm thanh rồi, xong tôi mới bán âm thanh, nên tất cả những thiết bị rườm rà ghép vào hầu như nó không có tác dụng.
mà nó chỉ gây cho là nó tốn điện và tốn tiền chúng ta lắp ghép vào thôi. Các cái linh kiện nó không hợp với nhau và nó ghép vào với nhau nó sẽ gây nhiễu động âm thanh. Nếu như chúng ta ghép hai con lọc vào một lúc thì chất âm sẽ kém hơn ghép một con lọc. Đấy là do thử nghiệm của bản thân tôi đã từng thử nghiệm. Nên có nhiều quý vị là rất hay nhầm tưởng rằng là cứ ghép nhiều vào là nó sẽ hay, nhưng mà ghép nhiều vào nó sẽ bị xung đột âm thanh giữa các linh kiện của các hãng khác nhau và nó sẽ gây nhiễu động âm thanh. Chúng ta chỉ cần ghép làm sao cho nó hoạt động hiệu quả thôi. Về cơ bản là một con lọc, một con vang và một cục đẩy công suất. Chứ chúng ta không nên ghép các cái thiết bị lằng nhằng như nâng nén tiếng vào làm gì. Nó không có tác dụng bao nhiêu mà nó sẽ bị phá âm thanh, nó loạn âm thanh. Và đặc biệt là các cái thiết bị về chẳng hạn như equalizer, chúng ta hay gọi nôm na là con lọc đấy. Equalizer này thì chúng ta nên chơi hàng bãi, vì hàng mới là chất lượng của nó rất là kém. Chất âm của nó rất là xía tiếng, nó không được êm ái, chép của nó nghe rất là đinh tai. Và tiếng bass nó không được ấm. Và chúng ta không cần chơi quá lớn. Nếu như chúng ta chơi trong gia đình thì chúng ta nên ghép các cái dòng loa nằm như dòng loa BMB. Còn nếu như cái không gian của chúng ta nó rơi vào tầm 60m² đổ lên thì chúng ta nên chơi các cái dòng loa full. Và chơi loa full thì chúng ta nên chơi thêm một con loa trầm thì tiếng bass của nó mới êm ái được, vì dòng loa full là nó đảm nhiệm cái tần số cao. Nó không như dòng loa nằm như hãng BMB này là nó đảm nhiệm được các tần số từ tần số thấp đến tần số cao, nó đều đáp ứng được. Nên chúng ta nghe nó êm tai. Nhưng nó chỉ chơi được trong cái không gian, nếu như chúng ta chơi không gian tầm 60m² đổ xuống, 70m² đổ xuống thì chúng ta nên chơi hai đôi. Còn các cái không gian lớn thì chúng ta chơi loa full. Loa full các dòng loa bass 25, bass 30, nhưng chúng ta nên kết hợp chơi cả súp thì nó sẽ mềm mại hơn. Bên cửa hàng của tôi về được một số cái mẫu loa này, hàng tuyển chọn rất là đẹp. Quý vị và các bạn yên tâm là bán hàng cho quý vị là cam kết bán hàng chính hãng, cam kết bảo hành chính hãng trọn đời cho quý vị và các bạn, và bảo hành về chất lượng 3 tháng. Trong 3 tháng có vấn đề gì quý vị và các bạn đổi hàng khác. Còn bảo hành trọn đời cho quý vị và các bạn là đây là một chiếc loa hãng, tất cả tem trong bát chép tôi đều có dán tem cửa hàng của tôi để bảo hành cho quý vị và các bạn là hàng chính hãng. Cho dù quý vị dùng đến khi nó hỏng nó vẫn là hàng chính hãng. Quý vị và các bạn nhớ nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video do tôi làm tiếp theo. Quý vị và các bạn thấy những video của tôi bổ ích thì cho một nút like để lấy động lực. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng thì xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên tấm biển 0978 527 827. Số điện thoại này là số Zalo của tôi. Và bây giờ trong YouTube thì nó rất hay bị sập kênh nên tôi có làm hai kênh. Quý vị và các bạn cứ gõ Viết Sơn Audio là nó sẽ lên. Hoặc là Viết Sơn Audio 2 là nó sẽ lên một kênh tiếp theo. Vì YouTube là nó thường thường hay bị sập kênh. Đợt vừa rồi cái kênh lớn của tôi bị sập nên bây giờ tôi làm thêm hai kênh khác. Một lần nữa Viết Sơn Audio xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi clip của Viết Sơn Audio. Viết Sơn Audio xin xếp hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng tại cửa hàng thì xin đến địa chỉ ở phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Cửa hàng nằm ở mặt đường quốc lộ 3, cách bệnh viện C Thái Nguyên 500m, cách nhà máy Samsung Phổ Yên 5km, cách sân bay quốc tế Nội Bài dọc đường quốc lộ 3 về hướng bắc 30km. Viết Sơn Audio xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo. Chào tạm biệt.